không chọn để tao chọn, không chọn để tao chọn. Thơm, thơm, nhanh. Hello, xin chào tất cả anh em nhé, chào tất cả các bạn quay trở lại cả clip của mình. Nói chung là thời tiết hiện tại trở mùa rồi rét quá anh em ạ, mà trong khi đấy anh em biết đấy sự việc của mình rồi. Nói thật con người luôn là mình cũng nhiều lúc thì không muốn lên tiếng, bây giờ là mình chỉ muốn im lặng thôi. Nhưng mà im lặng thì con Ngọc cả cho con Diễm cả gia đình là cứ nghĩ là mình là một thằng đàn ông khốn nạn. Nhưng mà mọi người phải biết này, cái thời gian khốn nạn nó qua rồi, còn bây giờ là nhiều lúc cái câu chuyện đấy mình nó giận mình, nó không cho mình ngủ với nó không cho ngủ. Nó cứ đuổi mình đi thì mình chẳng thể về nhà nghỉ mình ngủ đúng không? Thế bây giờ mà mình đi ra nhà nghỉ ngủ thì lại bảo là mình ngủ với gái, thế mới tài chứ mẹ. Nói chung là bây giờ đã không tin tưởng mình rồi thì mình làm bất cứ gì nó cũng không tin tưởng. Mà thôi, mình chỉ khẳng định mọi người một điều như này là mình không ngoại tình và mình không như những gì mọi người nghĩ. Đấy, thế nên là mình hôm nay mình cũng muốn là thôi, dù gì cái sai cũng là ở mình, nên là mình cũng muốn xin lỗi Ngọc. Nhưng mà mình biết là xin lỗi kiểu bình thường ấy, thì nó không bao giờ nghe đâu. Thế nên là mình hôm nay mình sẽ xin lỗi nó bằng cách là hơi bạo lực một tí. Bạo lực như nào? Em theo dõi hết clip nhá. Còn trời lạnh như này là phải làm lành với nhau thì mới được ngủ với nhau, mà không ngủ với nhau thì lạnh lắm anh em ạ. Nên ngủ với nhau ấm lắm, sướng nhỉ. Ok, đấy vì bây giờ mình sẽ gọi anh Ngọc xuống đây. Thì sẽ xin lỗi nó, và xin lỗi kiểu gì anh em theo dõi nhá. Hôm nay mình sẽ cho ra bã luôn. Đấy mọi người, thì vừa nãy là tôi lên thì thấy nó đang du thằng Bún và thằng Bom ngủ. Thế nên là tôi tha cho nó, bây giờ tôi đợi nó thì bây giờ cũng tầm 23:41 này. Em thấy chưa? Đấy. Đấy, thì bây giờ là gần 2 giờ rồi thì chắc chắn là Bom Bún phải ngủ rồi, thì bây giờ tôi sẽ gọi nó xuống. Nói ra rồi, càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì địch càng lớn tới. Đấy, càng nhẫn nhịn bao nhiêu địch càng lớn tới, thế nên là mình sẽ hôm nay xin lỗi nó sẽ bằng cách giọng điệu khác anh em nhé. Alo. Gì? Đang làm gì? Mày hỏi làm gì? Này đừng có mày, bây giờ Bom Bún ngủ chưa? Nó ngủ rồi mày làm gì? Thì có việc mới cần làm gì chứ đi, bây giờ nói này. Chó là này, tốt nhất là cụp cái giọng xuống. Bây giờ nhá, cho 30 giây từ phòng xuống cửa nhà có việc nhá. Việc gì nói luôn, tao đéo lạnh. Không xuống thì tao lên là vất vả đấy. Mày dọa ai đi, mày dọa tao là mày sai làm rồi đấy. Ờ, thế này, bản lĩnh xuống đây, bản lĩnh xuống đây, bản lĩnh xuống đây. Ừ, để nó xuống tao xem mày làm gì. Ok, xuống đây, bản lĩnh xuống đây. À, con lợn này. Ok, bè nhá, chào nó xuống, tôi sẽ cho em hiểu. À đây, 1 phút rồi. Đây. Mày nói luôn. 30 giây rồi. Chưa tới 30 giây. Chưa tới 30 giây á? Tao ở đây là tao đếm từ nãy là hơn 1 phút rồi mày đi ra. Mày nhá. Mày nhanh lên, mày nói gì mày nghe tao với tao. Bây giờ tao cũng không thích dài dòng gì mày cả rồi nhá. Nói ngắn thôi. Chốt lại. Chốt luôn. Mày có cho tao xin lỗi không? Nói to lên, bằng miệng đấy. Tao bảo là mày xin lỗi cái gì? Mày đi xin lỗi tao mà mày nói cái giọng kiểu đấy với tao á. Ờ. Mày là bố tao à? Mày đang đi xin lỗi tao hay là tao phải đi cầu xin mày để xin lỗi tao đấy hả? Giọng điệu mỗi người một khác, hiểu chưa? Miễn sao tao có thành ý với mày, tao muốn xin lỗi mày, thế thôi. Còn giọng điệu tao như nào là việc của tao, tông giọng của tao thế rồi, hiểu chưa? Nên là chốt lại. Mày cứ đi chạm thôi. Điều to hết à? Đang xin lỗi thì cậu. Là tao béo không thành ý nào của mày đâu hết. Và tao béo không có gì xin lỗi mày hết. Đây. Hiểu không? Thế thôi. Đây nhá. Mày phải hiểu này, hiện tại thời tiết đang miền Bắc đang rất là lạnh đúng không? Mày biết trời chả gió đấy, mày đang lạnh sun người mà tao vẫn đứng đây ra mặc quần áo cọc. Đây nhá, mày không cho tao ngủ đây, không cho tao ngủ với mày. Tao ngủ với con cún đây. Thì bây giờ tao lại phải đi ngủ với gái à? Mày đi. Mày hiểu mày, tao có tiếng rồi tao không có miếng, mày hiểu chưa? Tiếng không miếng à, mình phải biết tao đéo biết được. Bây giờ mày cứ bảo tao đi ngủ với gái, trong khi đấy là tao chả được ngủ với con mẹ nào, đúng không? Đi nhá. 1. Nói luôn. Đứng như đấy. Mày đứng đây.
nhá. Một là cho tao xin lỗi. Hai, biết mấy vụ gần đây ạ? Tao chả biết cái vụ gì hết. Không xin lỗi, tao đéo xin lỗi. Từ tao nói nốt. Biết mấy vụ gần đây chưa? Vụ bây giờ là một. Biết vụ gần nhất là mày cái loại mày ngoại tình người khác thế thôi. Rồi, một cho tao xin lỗi. Hai, thả bê tông. À, nhét bê tông, thả trôi sông. Mày nhét ai rồi? Mày nhét ai? Mày bỏ chọn xuống. Chọn đi, chọn luôn. Mày bỏ xuống. Chọn đi lên. Mày sai rồi nhá. Tao chưa sai, tao đâu được hốt nào đâu mà sai. Mày sai rồi, tao hưởng cái mùi rượu rồi. Chọn nhanh lên. Bỏ xuống. Mày không chọn thì sao chọn? Bỏ không xuống. Chọn thì sao chọn? Bỏ xuống. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi lại. Đi đâu mày đâu, đứng lại. Không chạy đi đâu cả. Mày phải biết nhá. Mày phải biết là tao là trước là thi giải nhất về gọi là cái gì nhỉ? Chạy marathon vượt rào phải chưa? Bỏ à. Tao là mày đứng đây. Mày sai rồi. Tôi đứng đây. Mày hiểu nhá, đừng chạy làm gì cho mất công. Ngày xưa tao đạt đoạt giải nhất của marathon vượt rào ở lớp đấy, mày hiểu chưa? Nào, một là cho xin lỗi, hai là nhất bên trong thả trên sông luôn này. Chọn đây. Nhanh mà mấy phút vào thùng xốp này nè. Thùng xốp chuẩn bị này nào. Bỏ ra, bỏ tay ra. Bỏ ra, khang cái rồi. Nào. Chọn luôn đây. À. Có muốn chia thành mấy khúc vứt vào đâu? Không. Nên về đi nào. Xin lỗi em mồm. Xin lỗi là gì nhỉ? Như nào nhỉ? À. Cái gì? Có tha lỗi không? À. Tha lỗi phải làm như nào? Làm như nào? Ôm. Lạnh rồi ôm đi. Đâu phải gì em? À, mày con này trôi sông rồi. Mày tính sao? Nhẹ tay thôi, mặt duỗi cái cơ mặt ra. Duỗi cơ mặt ra. Nhanh. Ôm. 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 Tình cảm vào. Thể hiện một cách tình cảm vào. Biết phim gọi là Julio và Juliet chưa? Rồi, ông Romeo và Juliet đúng không? Thì nó nhào, tay nhào, ôm nhào. Nào. Mày làm chưa? Thơm. Thơm. Nhanh. Đau đấy. Thơm. Thơm. Thế là tối nay có cho ngủ cùng không? Mày nhanh lên. Vẫn mày nhanh lên vẫn. Có rồi. Xong rồi. Tí cho dùi không? Có được dùi không? Mày. Có được dùi không? Chốt lại một tí cho dùi nhau không? Có rồi. Này. Có rồi. Ta vẫn còn chai nữa. Được không? Mày. Tao sao đâu mày đâu mà đi. Thế thì vẫn phải trôi sông, vẫn phải trôi sông, vẫn phải trôi sông. Đó, trôi sông. Rồi, được rồi, trôi rồi. Đi lên, tụt quần ra, nắm nghiêng ráo nước. Nhớ, lên luôn đây. Tụt quần ra, nắm nghiêng ráo nước, sụp ozone vào, chẳng anh. Nhớ. Chó không lại nữa. Mấy hôm nay không được làm gì rồi, cả tuần nay rồi. Ơ, vặn đùa. Mày là con mắt chả rồi, mày về sửa lên cái mới cố tình rồi. Mới cố tình rồi à? Bùa cái tao nhờn này. Nhờn phát mẹ nhét bê tông thả trôi sông luôn ở đấy nhờn vớ vẩn.